Hello. Mình sẽ đưa một cái thông tin về khoa học một chút, một cái thông tin rất là mới tinh luôn. Mới vừa mấy hôm qua thôi, các nhà khoa học của Australia vừa phát hiện ra một cái con có thể gọi đó là con quái vật. Tại sao nó lại là quái vật? Bởi vì nó có cái độ dài của nó là kinh khủng nhất thế giới. Dài tới 50 mét. Ở đây người ta nói là chưa đo chính xác. Nếu mà đo chính xác thì là phải lên đến 120 mét. Đây là một cái độ dài của một cái con sinh vật và được liệt danh là độ dài nhất, con sinh vật dài nhất thế giới, có đầy đủ chức năng của một cái con sinh vật ăn uống, hô hấp và sinh sản. Thì cái con này mang tên là Siponapua. Tên của nó tiếng Anh là như vậy. Cái cơ thể của nó là trong suốt. Nó có màu gần giống như với nước biển, cho nên ở đây chị nếu như quay trên camera chỉ thấy một cái đường, gọi là cái đường dọc sống của nó là rõ thôi. Còn thì là nó có màu rất là trong. Và cái con này nó gồm có những xúc tu có lên hàng triệu cái xúc tu lua tua xuống, và những cái xúc tu này nó dùng để bắt mồi, nó giống như cái lưới để mà giăng mồi. Trong các cái xúc tu này nó có tiết ra chất độc, cho nên con người ta không muốn lại gần, bởi vì nó tiết ra cái chất độc rất là hại cho sức khỏe. Và chất độc của nó thì có thể tiêu diệt được các cái con vật sinh vật nhỏ ở dưới đáy biển. Và cái loài này là loài ăn thịt, ăn xác động vật chết.